Con mèo tri kỷ. Hay quá, anh ta chơi nhạc chẳng thua kém gì những nghệ sĩ lớn trên sân khấu. Thế cậu không biết anh ta cũng từng là một nghệ sĩ nổi tiếng hả? Thật á, thế sao giờ lại... Tại anh ấy gặp nhiều bất hạnh quá, gia đình đổ vỡ, vợ bỏ theo người khác. Cho nên anh ta chán nản, bỏ việc đi lang thang, rồi bê tha rượu chè. Khi nào hết tiền uống rượu thì anh ta lại đàn dạo, chứ bình thường hiếm thấy anh ta chơi đàn lắm. Thế thì thật tội nghiệp. Chào anh, tôi đã xem anh biểu diễn mấy lần. Vậy ư, có việc gì không? Vâng, tôi thấy anh chơi đàn rất hay. Tôi có thể mời anh về chơi đàn cho quán bar của tôi được không? Anh yên tâm, làm ở chỗ tôi thì công việc ổn định, tiền lương cũng rất hậu hĩnh. Cảm ơn anh, nhưng tôi không cần công việc, cũng chẳng cần nhiều tiền. Tôi chỉ cần thế này thôi. Một con mèo hoang. Mày đang bị thương à? Tội nghiệp, có vẻ đau đớn lắm nhỉ? Mày cũng lạc lõng, đơn độc và đau đớn như tao vậy. Được rồi, để kẻ cô độc này chăm sóc cho nào. Không ngờ chữa bệnh cho mày đắt thế. Hết sạch tiền của tao rồi, mà sao mày cứ nằm im thế? Thôi chết, có khi nào nó đói quá không? Nhưng mà hết tiền rồi. Vì mày mà hôm nay tao phải làm việc gấp 2 lần đấy. Hay, rồi đây, ngoài tiền rượu ra, tao phải lo một khoản không nhỏ, tiền ăn và tiền thuốc cho mày rồi. Tốt rồi, vết thương đã lành hẳn, hãy trở về cuộc sống cũ của mày đi. Quen hơi rồi, không nỡ xa nhau ư? Nhưng tao chỉ là một kẻ lang thang nay đây mai đó, làm sao có thể cho mày ở bên cạnh được. Hay, thôi được rồi. Ôi, con mèo đáng yêu quá, có phải nó đang điểm nhạc không đấy? Hình như vậy, ngộ quá. Người chơi guitar giỏi mà anh nói đang ở trong này à? Vâng, đúng vậy, anh ta là chủ quán đấy. Chủ quán ư? Được rồi. Xin lỗi, chủ quán có đây không? Vâng, tôi đây. Là anh sao? Người đánh đàn dạo hồi nào? Là ông à? Vâng, nhưng ông tìm tôi có việc gì thế ạ? Tôi đang tìm một tay guitar cho quán bar của tôi, nên được giới thiệu tới đây. Không ngờ lại gặp được anh. Anh thay đổi nhiều quá. Chỉ trong một thời gian ngắn mà từ một nghệ sĩ lang thang lại trở thành một chủ quán thế này. Nếu ông lại mời tôi làm việc thì rất tiếc, tôi lại phải từ chối rồi. Trước đây tôi từ chối vì bất cần tất cả. Còn bây giờ tôi từ chối vì tôi đã có công việc và mục tiêu riêng của mình. Còn tôi được thế này, tất cả là nhờ người bạn nhỏ này đây. Người bạn nhỏ là con mèo này ư? Đúng vậy, cuộc gặp gỡ với nó đúng là duyên số. Nó đã giúp tôi bớt cô đơn chán nản, sống tích cực hơn, bỏ được rượu, lại còn hỗ trợ tôi biểu diễn làm tăng thu nhập. Và thành quả ngày nay, ông cũng thấy rồi đấy. Đúng là một thay đổi đáng mừng. Quả là một người bạn nhỏ tuyệt vời. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rời xa và láng mịn. Lựa chọn trước thần chết. Theo kết quả kiểm tra, anh chỉ có thể sống được 3 tháng nữa. Anh Năm Tài. Ồ, chú Đức đấy à. Chú đi đâu mà lại vào đây? Em đi khám bệnh, mà sao anh lại ngồi đây sầu não vậy?
Sao cái số tôi nó lại khốn khổ đến thế cơ chứ? Vừa mới tích góp được chút tài sản, định sẽ nghỉ ngơi thì đùng cái bác sĩ thông báo tôi chẳng còn sống được bao lâu nữa. Thật vậy ư? Sao lại có chuyện trùng hợp thế này được chứ? Chú nói sao? À, không có gì cả anh ạ. À, em nghĩ là bệnh tật là điều khó tránh. Thôi thì mình còn sống được ngày nào, cứ sống thật tốt ngày đó, gắng lạc quan vui sống và kiên trì chữa bệnh anh ạ. À, tôi đem cho mình những món mình thích nhất đây này. Bà mang đi đi. Khuyên tôi phải lạc quan mà sống. Sao lại? Vậy là ông không biết ông ấy bị bệnh rất nặng, chẳng sống được bao lâu nữa. Trời ơi, chú Đức, cuối tuần này tôi sẽ đi khánh thành ngôi nhà tình nghĩa cuối cùng cho người dân nghèo. Bà đi cùng tôi nhé. Thưa ông giám đốc Bảy Đức, hôm nay dân làng chúng tôi muốn mở một bữa tiệc long trọng để cảm ơn ông. Vì nhờ có ông ủng hộ tiền làm đường, làm nhà mới mà cả làng được khang trang hơn. Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô! Thưa bà con, tôi bắt đầu nghĩ đến việc làm này từ khi nhận được tin từ bác sĩ là tôi chỉ còn sống được 3 tháng nữa. Vậy là ông sắp chết ư? Tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa, nhưng tôi nghĩ rằng còn sống được ngày nào, tôi sẽ sống thật vui, thật ý nghĩa ngày đó. Hoan hô! Hoan hô Bảy Đức! Hoan hô! Hoan hô! Người đâu? Gọi ông Bảy Đức này về đây cho ta. Thưa ngài, tôi đã gọi rất to nhưng tiếng dân làng, tiếng reo hò, tiếng chuồng trống lớn quá, ông ta không thể nghe thấy ạ. Vậy thì hãy cho ông ta được sống. Người có thể lui được rồi. Đó cũng một hoàn cảnh như ông, nhưng ông Đức đã suy nghĩ và hành động rất khác. Đến ngày tận số nhưng ông ấy được dân làng mở tiệc cảm ơn, không nghe thấy ta gọi mà được sống thêm những ngày tươi đẹp. Thưa ngài, tôi chắc chưa tới ngài. Ngài có thể tha mạng cho tôi được trở về, có được không ạ? Rất tiếc, đời người chỉ được sống một lần mà thôi. Vậy là tôi đã bỏ phí những ngày quý giá cuối cùng của đời mình. Mong ước của con. Ba mẹ ơi, thích quá. Người tuyết kia đẹp quá, mình chưa được làm người tuyết với ba mẹ bao giờ. Ba ơi, con muốn một cậu người tuyết, ba làm với con được không ạ? Ôi, ba xin lỗi, ba rất bận không chơi với con được, con chơi một mình đi nhé. Dạ vâng. Mẹ ơi, chúng ta chơi đắp người tuyết có được không ạ? Con rất muốn có một người bạn là người tuyết. Mẹ đang bận lắm, con chơi một mình đi nha. Sao ba mẹ các bạn khác không bận mà ba mẹ suốt ngày bận, không ai chơi với con? Nào Alice, không được mè nheo nữa, con ra ngoài chơi, đừng làm phiền ba mẹ nữa, có nghe chưa? Con mình rất thích người tuyết.
với tớ cả. Ba mẹ lúc nào cũng bận rộn. Nhưng không sao, từ giờ tớ đã có cậu là bạn rồi. Cậu có nghĩ ông già Noel sẽ ghé thăm tớ vào tối nay không? Tớ muốn xin ông ấy một món quà thật đặc biệt. Tớ sẽ xin ông già Noel biến cậu thành người, để cậu có thể chơi đùa với tớ. Alice, con làm gì ở đó vậy? Vào ăn cơm tối thôi con. Dạ, vâng ạ. Người tuyết, tạm biệt cậu. Tớ vào nhà đây. Giáng sinh vui vẻ. Người tuyết trông cậu ấy thật buồn, chắc vì không có ai chơi với cậu ấy. Cậu hãy ở đây nhé. Ở đây cậu sẽ được sưởi ấm. Cậu sẽ không còn cô đơn nữa. Ngày mai tớ sẽ lại xuống chơi với cậu. Chúc cậu ngủ ngon, Giáng sinh vui vẻ. Người tuyết ơi, tớ đã mơ thấy ông già Noel đấy. Người tuyết, cậu. Người tuyết, cậu đâu rồi? Alice, có chuyện gì vậy? Sao mới sáng sớm mà cậu đã khóc lóc thế kia? Tối hôm qua, con đã mang người tuyết của con vào trong nhà và đặt cậu ấy ở đây. Nhưng bây giờ con không thấy cậu ấy đâu nữa. Người tuyết, con mang người tuyết vào đây sao? Người tuyết đã tan ra rồi con ạ. Nó không thể ở trong nhà được. Vậy là sao hả mẹ? Người tuyết được làm từ băng tuyết, nên nếu ở nơi ấm áp nó sẽ tan chảy. Người tuyết của con đã bị tan chảy thành nước rồi. Lần sau con nhớ đừng đem người tuyết vào trong nhà nữa nhé. Tại con sợ cậu ấy cũng sẽ cô đơn như con. Con chưa bao giờ có một người bạn thật sự. Cậu ấy là người duy nhất lắng nghe con nói. Đừng buồn nữa Alice, đó không phải lỗi của con. Trước đó, người tuyết đã được vào nhà cùng con, được ngồi bên lò sưởi. Bạn ấy đã không còn cô đơn nữa rồi. Còn Alice của ba mẹ cũng sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Vì có ba mẹ ở bên con, ba mẹ sẽ cùng con đắp người tuyết mới nhé. Thật không hả mẹ? Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, mụn rơi xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.